Hương Giang là wow. quyết lên đơn đó. Mà hồi nãy nè, ví dụ đang đi nè, ví dụ đang đi mà có một cái máy quạt công nghiệp á đang đi nhẹ nhàng, lỡ người ta bấm cái quạt công nghiệp đó, nó vậy đó. Giang, em cũng quen với hai con người này quá mà sao tự nhiên ra đây hiền lành đến đây chặt chém mình vậy Giang? Có hậu đấu chữ lộn anh. Ngày hôm nay em đến đây ngoài thân thế là một ca sĩ ra thì cũng lâu lâu để em chưa ra bài hát mới, tại vì em cũng đang rất là bận cho cái nhiệm vụ của một đương kim. Bấm cái nút phía sau chứ dây thun nó đứt ra tháo cái mặt nạ cho nên cái. Trời đất ơi Giang, sao bữa nay em vô con diều vậy Giang? Em ra em cũng dập diều rồi, em nói chuyện cũng dập diều vậy Giang. Dạ vâng ạ, Diều ơi. Nè, mặc cái trang phục mà thấy nè, y như con diều. Vâng ạ, Diều ơi, Diều bay cao, Diều ơi, Diều bay xa, Diều ơi, Diều bay lên và đến nơi nào thì... Chí à, ê, sao bạn phải lắc dữ vậy? Không phải, cứ mỗi lần Hương Giang mà được xuất hiện trong một cái chương trình nào đó thì bao giờ cũng có cảm giác như là thi Hoa hậu Hoàng Vũ vậy đó. Có, tại vì là nhiều khi mình rất là quý trọng cái cơ hội của mình được lên trên hình đó anh. Nhiều khi nếu mà mình đi bình thường thì có thể mọi người sẽ không tập trung. Em nghĩ là nếu mà lắc như vậy thì tất cả góc máy sẽ bắt được em. Cái lắc như vậy á, mình mới bị nhòe cái hình, không ai thấy mình đó em à. Không vậy hả chị? Phải cho em lại một lần ha. Thử lại đi. Em lắc y như vậy mới là phong cách của Hương Giang nhưng mà với tốc độ chậm. À ok ạ, dạ lại ha. Hương Giang. Nói chung là lần thứ hai làm lại thì rất là tốt, nhưng mà mấy quay phim nghỉ hết rồi. Sao nó chưa bị kẹo cổ ha? Thấy đại nhân không? Người ta ra người ta điềm đạm, người ta lịch lãm, người ta dễ thương ghê không? Nói chung là ra là em biết em thuộc về đội nào rồi đó. Ủa tại sao em biết được điều đó? Dạ tại vì nói chung ngày hôm nay khi mà tới đây thì em cảm thấy rất là vui. Tại vì là gặp được Vui vậy mặt kỳ vậy? Vui mà cái cơ mặt giật bạc vậy đó. Tại vì người ta nhẹ nhàng, người ta không có biểu hiện một cách over. Tại em bị đơ. Giang về đâu em? Chắc em không thích về nhà chị đâu đúng không? Dạ đúng rồi nhưng mà thôi được rồi, không cần phải nói nữa đâu em. Rồi Nhân về nhà chị. Em rất thích ăn ốc. Tuy nhiên là đội chị không chỉ có mình chị mà lại còn có cả người kia nữa. Mà thực sự thì một nước không thể có hai vua đúng không anh? Đúng rồi. Một đội không thể có hai Giang được chị à. Thôi em đừng về nhà chị, em thích ăn ốc em ăn luôn. Nguyên con thì sao? Thì thôi mời chị không Nhân cho em về ăn đội đâu. Ốc Nhân còn về Giang, đây chị về cho em ăn ốc ha. Hương Giang là người Trấn Thành thôi. Hương Giang. Cây Trần. Không, tại cái style dạ đúng rồi, anh không biết style ha. Đúng rồi, cái style xin lỗi em trước anh nói cái. Dạ. Cái style của Kay Trần là trẻ pop, K-pop đó, còn style Hương Giang là wow, quyết London đó. Mà hồi nãy nè, ví dụ đang đi nè, ví dụ đang đi mà có một cái máy quạt công nghiệp á đang đi nhẹ nhàng, lỡ người ta bấm cái quạt công nghiệp đó, nó vậy đó. Giang, em cũng quen với hai con người này quá mà sao tự nhiên ra đây hiền lành đến đây chặt chém mình vậy Giang? Có hậu đấu chữ lộn anh. Ngày hôm nay em đến đây ngoài thân thế là một ca sĩ ra thì cũng lâu lâu để em chưa ra bài hát mới, tại vì em cũng đang rất là bận cho cái nhiệm vụ của một đương kim. Bấm cái nút phía sau chứ dây thun nó đứt ra tháo cái mặt nạ cho nên cái. Trời đất ơi Giang, sao bữa nay em vô con diều vậy Giang? Em ra em cũng dập diều rồi, em nói chuyện cũng dập diều vậy Giang? Dạ vâng ạ, Diều ơi. Nè, mặc cái trang phục mà thấy nè, y như diều. Vâng ạ, Diều ơi, Diều bay cao, Diều ơi, Diều bay xa, Diều ơi, Diều bay lên và đến nơi nào thì em nghĩ rằng mình vẫn là một trong những ca sĩ. Diều ơi, Diều đáp đi Diều.
Không, bây giờ nghiêm túc lại nè. Bây giờ anh hỏi nè, tại sao càng ngày càng đẹp vậy? Hỏi em vì sao lại đẹp thế đúng không? Hỏi như thế thì không khác gì hỏi vì sao Trấn Thành và Trường Giang lại diễn hài hay đúng không anh? Một hoa hậu mà hỏi vì sao đẹp thì cũng thật là không có hợp lý lắm. Tức là ý của em nói cái việc em đẹp nó là chuyện hiển nhiên đúng không? Nó hiển nhiên giống như tại sao anh Nghĩa lại đeo kính màu đỏ vậy đó. Đấy, tự nhiên á. Tự nhiên cái nhìn con người hoàn toàn khác. Mình nói dĩ dở, ví dụ như Hương Giang bình thường mình nói chuyện thoải mái vui vẻ. Tự nhiên giờ cảm giác giống như đang nói chuyện với một quý bà, một bà hoa hậu đó, mình không dám nói. Nó vừa ghẹo bà nói chuyện về trời, bà là hoa hậu đó. Thôi đi về giùm đi. Ủa về đâu anh? Về đâu kệ. Về đâu con nhỏ nói nè. Có là Hương Giang idol hay là hoa hậu đi chăng nữa thì quan điểm của mình nó vẫn là không thay đổi đúng không ạ? Một nước không thể có hai vua. Nhưng một đội vẫn thể có hai Giang. Em về với chồng em. Chúng ta. Em bạn này chính là bảo vệ. Bởi vì sao? Bởi vì mắt của bạn ấy rất là thâm. Bà bảo vệ là trông xe buổi đêm cho nên là mắt thâm. Chúng tôi tha thiết yêu cầu Trấn Thành hãy kinh tố. Không, em nói là chẳng xét là cái này chính xác này. Mà nhiều thời gian trông như vậy thì đúng không? Thời gian đâu mà tập hát. Và theo quan điểm của em thì những người làm bảo vệ hát khó hay. Bởi vì bảo vệ chung cư nhà em hát rất là dở. Bảo vệ em hát dở mắt mớ gì tới người ta. Giang ơi, đợi mẹ em về nhà là bảo vệ không cho em lên luôn á. Không có bao giờ có một cái người bảo vệ nào mà dắt xe vô chấm mồ hôi, mà giả bộ chấm mồ hôi. Cái đó chương trình bắt diễn sao anh? Đúng. Thí dụ bảo vệ thiệt, người ta sẽ vô, người ta làm bảo vệ nha. Đúng nghĩa là người ta là bảo vệ. Là những người ta sao? Đây ta luôn sống... nghe à, anh ơi dắt rồi em cái xe vô cái à, thank you anh nha. Đó là bảo vệ thiệt. Xe đâu, xe đâu? Đó là bảo vệ thiệt. Đây, bảo vệ giả đây, đưa xe lại. Anh ơi, thôi em cái xe cái nặng quá hả? Để anh dắt cho. Dạ. Nè, thằng kia mày đó. Lại đó, nó phải như vậy. Xạo. Cái giọng bạn này có vẻ hơi giờ hơi nhiều chép nhỉ anh nhỉ? Giọng gió em ơi, giọng gió. Nhưng mà cái giọng này là cái giọng hát dân ca đó, trữ tình đó. Em cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ là hay đó. Hát hay. Cái giọng gió là cao là hát dân ca trữ tình hả? Ý là thuận lợi để hát dân ca trữ tình. Anh piu piu, anh hát thử một đoạn dân ca trữ tình. Ôi. Giọng gió đấy. Giọng dân cao đấy. Không, khó anh mà hát thì chắc là chương trình cắt sâu luôn từ bây giờ đấy. Thì em nghĩ không hay, tại vì nghe giọng có vẻ hơi mỏng ấy ạ. Thực sự cái người hát dân ca thì mặc dù giọng cao gió nhưng mà không, em nghĩ nó vẫn phải có cái cũng có rất nhiều ca sĩ hát nhạc trẻ giọng vẫn mỏng. Thùy Chi đấy, không liên quan Giang ạ. À, giọng mỏng thì vẫn là mỏng nhưng mà hát hay thì vẫn là hay em nhá. Cái khẩu hình á gì, khẩu hình không có giống người hát hay. Bởi vì em thấy mình ví dụ hát dân ca là khẩu hình họ rất là chỉnh chu á. Em có biết là vào chương trình này là có 3.652 người được mời từ Lhasa về là chỉ để mà dàn dựng cho em thấy là không phải những gì em thấy không? Ô thế à? Giang ơi, em từng tham gia một lần rồi đúng không? Diệu ơi, Diệu bay đi! Các chị bay cao quá, nó quên mất rồi. Tất cả những cái sự kiện mà trước khi em trở thành hoa hậu nó không tồn tại nhiều trong đầu em. Em một lần nữa lại khẳng định là bạn ấy hát cũng được. Nói chung là chị nghe em hát được á, không đến nỗi đâu. Rồi còn cái sao, đội tôi sao? Đội tôi nói như thế nào? Em thì em nghĩ là chị này không phải là người đang nón lá đâu. Tại vì trắng như vậy thì chắc chắn không phải rồi. Làm nón lá người ta có thể làm trong nhà. Ủa, mà em nón lá người ta đang trong nhà người ta. Nhưng mà ý là nếu mà một người đang nón lá thì ít nhất người ta cũng phải ở dưới quê đúng không ạ? Quê người ta trong nhà cũng trắng quê. Hả anh? Chứ không phải ngói vậy. Dạ anh nói đi anh. Mít nói đi Mít. Em nghĩ chị này hát hay. Hay phải không? Dạ. Lập luận cho nó sâu sắc để người ta đừng đánh giá đội mình em. Em có một cái cảm giác cái tướng đứng này là rất là tuy không tự nhiên lắm nhưng mà em cảm giác là người ta có thể là một cái tiềm năng quá nhưng mà người ta chưa được khai quật, thế nên là khai quật luôn hả? Em làm như đồ cổ, em làm như khảo cổ bắt đầu khai quật người ta. Nên em nghĩ chị hát hay. Ok, tại vì theo em thì em thấy thì cái lúc mà lấy hơi á. Em ơi, ai lấy hơi mà không lấy hơi vậy em? Anh cái này giống như đẩy tạ hơn. Cái tương đứng này khi mà hát là sẽ dễ là hát là ai đứng bên góc dưa đấy. Anh có cảm giác giống em, cô đó hát không hay? Em có cảm giác. Em thì thấy hay, em nghĩ là hay. Tùy cái cảm giác mỗi người khác nhau. Dạ, rồi thôi được rồi, cứ gác lại đi, mình còn dài mà.